Ông này đây có cái chợ Quá An các bạn. Bên này là nhà bia liệt sĩ Quá An ha. Chợ Quá An ha các bạn. Các sạp thịt cá ế quá mà con than ế. Tội không? Không có khách. Phía bên trái chúng ta đây là công ty Putin. Cư rất là rượu rạo. Ta đến ngay cái vòng xoay gọi là vòng xoay cầu hang các bạn. Quắt mình luôn. Thấy chúng ta là cái đường đi lên cái núi Châu Tới các bạn. Bên trái chúng ta đi về Tân Vạn, đi về ngã ba Tân Vạn. Còn bên phải đi về Mỹ Phước nè. Các bạn điểm ngay đó là điểm chết đó. Container nó không có thấy đường đâu. Nó gọi là điểm mù ha. Đây bên phải chúng ta là giáo xứ An Bình ha. Cái ngã vô khu du lịch suối Lô Ồn, đường thống nhất đó là đi vô cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa năm xưa đó các bạn. Ta đến ngã ba, gọi là ngã ba chùa Cao Đài các bạn. Đây bên phải là chợ Linh Sơn các bạn. Năm xưa cái khúc cua này tai nạn chết rất là nhiều người. Rồi hello, chào các bạn ha. Thì sau khi chúng ta tham quan các phường Tân Phong và cũng như cái sân bay Biên Hòa của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ha các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt trên đường Nguyễn Ái Quốc ha, và nút giao thông. Đây là cầu Quá An, cầu mới ha các bạn. Hướng này là chúng ta đi về Bình Dương, đi về quận Thủ Đức, đi về Sài Gòn. Thì từ đây về đến sân bay Tân Sơn Nhất là khoảng 25 cây. Đây là quẹo phải đi vô khu du lịch Bủ Long ha các bạn, khoảng 2 cây số. Đây là đường Nguyễn Ái Quốc ha. Từ đây mà đến ngay chỗ quảng trường của Biên Hòa, cổng sân bay số 1 là khoảng 3 cây mấy các bạn. Đây là đường Nguyễn Ái Quốc ha. Khi xưa nó là đường quốc lộ 1 đó các bạn. Đây là đường dẫn cầu vượt để đi qua cây cầu Hóa An. Cầu Hóa An mới sau này ha các bạn. Còn bên trái đây chúng ta là đường Cách Mạng Tháng 8, quẹo vào trung tâm của thành phố Biên Hòa. Rồi sẵn về lại Sài Gòn thì mình quay cái con đường quốc lộ năm xưa. Nó song song với quốc lộ Biên Hòa, xa lộ Biên Hòa ở bên tay trái, ở bên kia các bạn. Ngay ngã ba Tam Hiệp ha, từ đây qua bên đó cũng phải 60 cây đó. Đây cầu vượt đường dẫn lên. Còn mình đi ở dưới đây là cầu Hóa An, cầu cũ các bạn. Đây cầu Hóa An, cầu cũ ha. Bắt đầu từ đây qua bên đó là khoảng 800m các bạn. Cây cầu này được xây dựng vào những năm 1973, thời Việt Nam Cộng Hòa. Bắc qua dòng sông Đồng Nai các bạn. Còn phía trên chúng ta đây là cây cầu Quá An mới xây sau này ha. Xây dựng năm 2010 đến năm 2014, sau 4 năm các bạn, 4 năm mới hoàn thành. Có tổng chiều dài gần gấp đôi do có đường dẫn nữa. Đó, hướng đó là sông Đồng Nai chảy ra cầu Đồng Nai. Xa xa chúng ta có thể thấy được cây cầu gành các bạn. Cây cầu sắt, cầu gành ha. Cầu Quá An cũ đây, xây năm 73, còn cây này, cây cầu này năm 2014. Bắc qua dòng sông Đồng Nai. Hai tuyến đường huyết mạch nối từ Sài Gòn đến trung tâm của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thông qua quốc lộ 1A. Với con đường này là quốc lộ 1 năm xưa, bây giờ nó tên là đường Nguyễn Ái Quốc nha các bạn. Và phía bên kia đó là đường xa lộ Biên Hòa, bây giờ nó là xa lộ Hà Nội, cũng là quốc lộ 1A. Còn đây là quốc lộ 1K.
đây là đường DT16 các bạn. Đường này là chúng ta chạy thẳng ra đến ngã ba Tân Dạng được đó. Chúng ta đã đi qua hết cây cầu Quá An 1, cây cầu cũ khoảng chừng 800m, còn cây cầu mới này nó có cái đường dẫn lên cho nên nó dài hơn, nó khoảng một cây số 3. Qua cầu Quá An là nơi đây vẫn trực thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai các bạn, nó trực thuộc phường Quá An. Trang bự quá trời, bự kìa, trời ơi một chỗ hay hai chỗ bề ngang mà 20m luôn. Đây đến nút giao thông này, đây có cái chợ Quá An các bạn. Dạo một vòng chợ Quá An cho các bạn xem ngôi chợ năm xưa. Bên này là nhà bia liệt sĩ Quá An ha. À, bên trái là chợ Quá An đây các bạn. Chợ Triều rồi, vào quay sơ coi các bạn xem. Rau củ quả đầy đủ trong lòng chợ ha các bạn. Ngôi chợ truyền thống được nâng cấp sửa chữa. Phía sau lúc nào cũng là các sạp thịt, cá. Thịt heo. Ế quá bà con than ế. Bà con than ế. Cảnh mua bán rất là eo ụt. Sạp trong chợ, trong lòng chợ nằm ngủ không à, tội không. Không có khách. Nằm vương vãi. Chợ Quá An ha các bạn. Rồi chúng ta rời khỏi ngôi chợ đi tiếp tục trên con đường Nguyễn Ái Quốc hướng từ cầu Quá An, từ thành phố Biên Hòa qua phường Quá An. Bên kia có trường tiểu học Quá An ha các bạn. Phía bên ngoài thì cái cảnh khung viên cây cảnh thì rất là đẹp. Chợ thì rất là eo ụt ha. Đây cổng sau của chợ ha các bạn. Nói chung là ngôi chợ này cũng biết bao nhiêu là kỷ niệm của rất là nhiều người đó.
phía sau chợ đây là những nhà người ta giữ xe cho công nhân. Ở đây là cái công ty Bochen nha các bạn. Phía bên trái chúng ta đây là công ty Bochen, có nhà máy đặt tại tỉnh Đồng Nai. Thì cái công ty Bochen này là cái công ty của Đài Loan, chuyên gia công giày thương hiệu lớn của thế giới như Adidas, Puma, Nike. Công ty mẹ nó thành lập năm 1969, còn công ty Bochen Việt Nam qua bên này đầu tư là năm 1996 các bạn. Trải dài khắp các tỉnh thành gồm 8 nhà máy, 5 tỉnh thành. Đó là nhà máy ở Sài Gòn, nằm ở Bình Tân, mình quay mấy video cho các bạn xem rồi đó. Thì cái nhà máy đó là cái công nhân lớn nhất, nó trên hơn 50.000 công nhân ha các bạn. Nếu công nhân đây ít hơn, 5 tỉnh thành là bao gồm thành phố Hồ Chí Minh nè, tỉnh Đồng Nai nè, thứ ba đó là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thứ tư đó là Tiền Giang, thứ năm là Tây Ninh các bạn. Và công ty này đang gặp khó khăn về mặt đơn hàng. Phía bên trái là những chung cư rất là rệu rạo. Trong này có trường trung học Chu Văn An ha, mới xây dựng khang trang sau này. Đây là khu dân cư nằm trên đường Nguyễn Ái Quốc, vẫn đi trên đường Nguyễn Ái Quốc nha các bạn, nhưng mà trực thuộc phường Hóa An của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây chúng ta sẽ đi về tiếp giáp với lại tỉnh Bình Dương, phải đi qua tỉnh Bình Dương rồi chúng ta mới về đến Sài Gòn. Bên này là hệ thống cây rất là đẹp ha. Ngay cái khu dân cư cũng thuộc loại là bình dân thôi. Xe container 17, biển số 17 đánh lái à. Chửi liền. Đây, chúng ta đến ngay cái vòng xoay gọi là vòng xoay cầu hang các bạn. Bên trái là Tịnh Xá Ngọc Nguyễn, hướng đó là đi về đường tỉnh lộ 16 ha, DT16 đi về ngã ba Tân Vạn đó các bạn. Đây khu phố văn hóa cầu hang ha. Khu vực cầu hang này năm xưa nổi tiếng, chiếu phim người lớn rất là nhiều, phim Hồng Kông khi xưa thời mình cổ, thời phải mướn băng đĩa coi chui coi lậu, dân Sài Gòn phải bò từ ở Sài Gòn ra ngoài đây coi. Khu chạy heo 2 tháng 9 là khu cầu hang này nè. Đây là cầu sắt ha các bạn. Quắt mình luôn. Giờ này vô không? Hai bên đường rất nhiều dịch vụ phục hồi sức khỏe nha các bạn. Đây rải rác chị em nè. Đó. Nói chung nghề của người ta làm mình không có quan tâm, mình không cần phải nói các bạn. Mỗi người có cuộc sống. Khu vực cầu hang này năm xưa rất là nổi tiếng.
bán vé số lang thang ở trên đường. Đây chúng ta qua địa phận của tỉnh Bình Dương nha các bạn. Bắt đầu chúng ta qua thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương rồi. Đây là nơi giáp ranh, trong này là cái mỏ đá ha. Trong đó là mỏ đá khai thác đá. Bên trái chúng ta là cái đường đi lên cái núi Châu Thới nha các bạn. Đường đi lên núi Châu Thới. Cái video núi Châu Thới này mình có quay một lần cho các bạn xem mà. Khúc ranh giới của tỉnh Bình Dương đó là bắt đầu chúng ta đổi lại là quốc lộ 1K nha các bạn. Chúng ta đã đi hết đường Nguyễn Ái Quốc, nó nằm ở phường Quá An của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, qua giáp ranh với phường Bửu Long của thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương. Tỉnh Bình Dương khi xưa nó là tỉnh bông sông bé. Đây, trước mặt chúng ta đây là ngã tư quốc lộ 1K giao nhau với lại đường Vành Đai 3 đó các bạn, đó là đường Mỹ Phước Tân Vạn ha. Bên trái chúng ta đi về Tân Vạn, đi về ngã ba Tân Vạn, còn bên phải đi về Mỹ Phước nè. Bán trà bí đao nhìn giống như ninja rồi à. Tiến Bình Đại Ba một khúc đoạn này là xong rồi đó bạn. Có chiều dài là khoảng 16 cây là xong rồi. Từ ngã ba Tân Vạn về đến Mỹ Phước. Từ cầu Quá An đó mà chúng ta đi về đến ngay ngã tư cầu vượt Linh Xuân giao nhau với đường xa lộ Đại Hàng năm xưa quốc lộ 1A các bạn là khoảng 12 cây. Rồi từ ngã tư Linh Xuân mà về đến sân bay Tân Sơn Nhất là khoảng 13 cây. Mình đã quay cái con đường Phạm Văn Đồng từ ngã tư Linh Xuân đó đi về đến sân bay rồi. Còn bây giờ mình quay từ Biên Hòa về đến ngã tư Linh Xuân ha. Ôi trời, bắt đầu chuyển mưa các bạn. Ráng mưa nhỏ nhỏ đi luôn thôi, còn mưa lớn quá mạo mưa ngại quá.
rất là nguy hiểm. Thằng container nó đang ôm cua nè, đi mà không biết. Thường mấy chị em phụ nữ ninja đó là che mất khuất, che mặt che mũi rồi đó, ôm cua đó. Thì đó điểm đó là điểm chết nha các bạn, điểm ngay đó là điểm chết đó. Container nó không có thấy đường đâu, nó gọi là điểm mù ha, trong lái xe nó gọi là điểm mù á. À, không biết là kẹp vô là coi như là nó ôm cua là ăn cho hết luôn. Lỗi không phải lỗi của nó đâu, lỗi của người đi xe gắn máy nha. Cái đường đó là DT 743B các bạn, mình đã quay các bạn xem rồi, hướng đó đi về quốc lộ 13, đi về ngay chỗ cái nghĩa trang Lấy Thiêu đó, nơi có ngôi mộ của Tổng thống Ngô Đình Diệm các bạn. Tranh thủ nó mưa nhỏ nhỏ mình quay luôn cho các bạn xem. Đây ha, còn bên trái chúng ta đây là ngã ba đường quốc lộ 1K giao nhau với lại đường DT 743A ha các bạn. Đây đường 743A này đi về ngay chỗ ngã ba Tân Dựa, Tân Vạn đó. Cái con đường đó mình quay các bạn xem rồi. Đây bên phải chúng ta là giáo xứ An Bình ha. Khung cảnh hai bên đường quốc lộ 1K. Nơi đây trực thuộc phường Bình An của thành phố Dĩ An ha các bạn. Mưa rồi, ok. Cái ngã vô khu du lịch Suối Lô Ồ, video khám phá đường DT 743 quốc lộ 1K, nguyên con đường quốc lộ 1K, mình quay cái đoạn bên đó về đến đây quẹo vô cái khu du lịch Suối Lô Ồ đó rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta đi ngược về từ thành phố Biên Hòa, từ cầu Hóa An đi về đến địa phận của quận Thủ Đức, về đến ngã tư cầu vượt Linh Xuân là khoảng 12 cây. Chúng ta đi hơn một nửa rồi. Bên trái chúng ta là đường Thống Nhất ha các bạn. Con đường này cũng sắp hoàn thành rồi. Nó hoàn thành mình quay lại cho các bạn xem cái con đường đó. Oh, nó bóp kèn quá trời. Cái con đường Thống Nhất đó là đi vô cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa năm xưa đó các bạn. Đi vô khu làng Đại học Quốc gia luôn đó. Bên phải chúng ta là Ủy ban dân phường Đông Hòa. Chúng ta vừa mới đi qua cái chợ rồi, chợ Đông Hòa ha. Đây. Nếu chúng ta quẹo phải là chúng ta đi vô ga Dĩ An, đi vô trong chợ Dĩ An đó các bạn. Video khám phá về thành phố Dĩ An mình đã quay cái con đường
chỗ chợ Dĩ An nó ra kết thúc ngay chỗ cái chợ Đông Hòa nằm trên quốc lộ 1K này rồi. Cảnh mua bán hai bên đường của người dân trên quốc lộ 1K trực thuộc thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương. Bên phải đường Võ Thị Sáu này vô trung tâm của thành phố Dĩ An, bên phải chúng ta đây là siêu thị Go ha các bạn. Nếu chúng ta quẹo phải là vào trung tâm hành chính của thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khám phá thành phố Dĩ An và mình bắt đầu từ đây mình quay. Và nơi đây là điểm tiếp giáp giữa đây là điểm tiếp giáp giữa Sài Gòn với lại thành phố Dĩ An ha các bạn. Rồi chúng ta đã về đến địa phận của Sài Gòn. Nơi đây là trực thuộc phường Linh Xuân của quận Thủ Đức năm xưa, bây giờ là thành phố Thủ Đức rồi. Vẫn là quốc lộ 1K. Đây có cái showroom Hyundai mới ken luôn, chi nhánh 2S. Bên trái có chùa Từ Quang. Một bé gái bán đứng dưới số giữa trời trưa nắng hừng hực. Bữa nào mình quay cái khu trong sóng thần, khu công nghiệp sóng thần bán dưới số trong đó nhiều lắm. Nguyên cái tấm tôn, tấm sắt, tấm sắt cuộn nó, trời ơi, tai nạn về cái tấm sắt cuộn nó biết bao nhiêu rồi, mà nó chạy ghê thì chứ. Ở đường này mà nó chạy 50, 60. Đây chúng ta đến ngã ba, gọi là ngã ba chùa Cao Đài các bạn, bởi vì ở đây có cái đạo Cao Đài ha. Trực thuộc phường Linh Xuân. Người dân hay gọi là ngã ba Cao Đài bởi vì có cái chùa Cao Đài nằm ngay đây. Dốc ngã ba Cao Đài, bắt đầu chúng ta thả dốc. Năm xưa cái khúc cua này tai nạn chết rất là nhiều người, trong đó có những thế hệ trẻ.
trẻ trâu mình cũng ngay đua xe đường này. Nghĩ lại mà ớn. Đây khúc tử thần trước cái ngôi chợ gọi là chợ Linh Sơn nha các bạn. Chỗ này là đưa tiễn rất là nhiều các cung thần. Đây bên phải là chợ Linh Sơn nha các bạn. Khúc cua nó xuống dốc, các tay này rất là mê. Và đây các bạn, trước mặt chúng ta đây là cầu vượt nút giao thông ngã tư Linh Sơn ha, là điểm giao nhau giữa quốc lộ 1K và đường Phạm Văn Đồng, giao nhau với đường xa lộ Đại Hàng năm xưa. Đây ha, từ ngã cầu vượt Quá An mà chúng ta về đến đây là khoảng 12 cây, qua bên đó là đường Phạm Văn Đồng rồi ha các bạn. Hướng phải này là chúng ta về ngã tư Bình Phước, ngã tư An Sương, đi về đến ngã ba An Lạc luôn các bạn, đi về Bình Chánh, đi về miền Tây ha. Còn quẹo trái này là chúng ta đi về ngay cái khu chế xuất Linh Trung 1, nó nằm ngay đây các bạn. Rồi quẹo trái đó là chúng ta về ngã ba Suối Tiên ha, ra đến xa lộ Hà Nội hay còn gọi là xa lộ Biên Hòa năm xưa đó. Còn đây là xa lộ Đại Hàng năm xưa, đây là quốc lộ 1A ha. Rồi mình sẵn về lại Sài Gòn, mình cũng quay nguyên cái con đường từ cầu Quá An về đến ngã tư cầu vượt Linh Sơn này là khoảng 12 cây nha các bạn. Rồi các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.